Từ đợi tao nào, từ 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 mày chạy lên đi. Đây 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 mà này, tao bảo này. Sao đấy? Anh em mình đi chơi này, liệu có ổn không? Chơi điện tử thôi, có gì mà không ổn. Nhưng mà ông Hải ấy, ông ấy ghét bọn mình chơi điện tử lắm. Bây giờ mà phát hiện mình đang chơi này ấy, có khi ông ấy bố bỏ đầu hết cả lũ ấy. Mày cứ lo bỏ trắng răng nhá. Đi với tao mày cứ phải lo. Sáng nay ấy, ông Hải ông sai tao đi thu tiền nhà bà Lan rồi. À. Mà bình thường ấy, bà ấy nhây lắm. Thế quái là ông mẹ trả tiền luôn. Thế là anh em mình lại có thời gian đi chơi điện tử. Nhưng mà đấy là sai mày ấy, có sai tao đâu. Mày ngu ấy nhở? Mày bảo đi cùng tao gây áp lực. Thế mà tao không nghĩ ra ấy. Lớn rồi, vận dụng cái đầu lên. Ok. Thôi. Kìa, đang đánh rồi chạy xuống bot đấy. Mày không thấy OP à? Không đét có mà nổ trụ ấy. Nhưng mà tao đang ping ấy, mày phải chạy lên chứ. Kìa. Mất mẹ Baron rồi. Giờ đánh gì nữa? Đang đánh mà mày cứ hỏi nhiều. Bố em tập trung được. Có mà mày đánh ngu ấy. Có mà mày đánh ngu. Mày ngu ấy. Mày. Mày ấy. Thế có đánh được không? Thôi, ông khôn đi mà đánh một mình. Trẻ trâu à? Rồi rồi cái gì? Ba game cũng rồi rồi. Ai rồi? Tao ra nhảy ao rồi. Ôi, giờ làm gì còn ai chơi cái trò trẻ con ấy nữa. Mày không biết gì rồi. Đầy ấy. Đống luôn. Có phòng cứu nét. Cứu nét này. Cứu nét à? Đâu đâu xem à? Đéo vào nói chuyện xem như thế nào nhá. Chào em. Vép anh. Tao xin Facebook luôn nhá. Xong vào xem mặt đi. Quân Huyền này. Tìm thử xem. Không được là phết đấy. Ôi, xấu thế này mà ông bảo cũng được. Mắt mũi kiểu gì đấy? Ông xem lại mặt ông đi. Ai không chê được. Này, nhưng mà tao tưởng ấy, ngày xưa mới có cái này thôi chứ. Bây giờ vẫn còn có trò cứu nét này cơ. Ôi dồi ôi, đây. Mày biết thì thôi. Bây giờ bỏ sống thoáng hơn ngày xưa nhiều. À. Nhiều khi ấy, bỏ chả cần tiền đâu. Chẳng qua bây giờ bỏ thích chơi thôi. Kiểu ấy thích thử cảm giác lạ ấy. Giống kiểu mình nha, cổ lạ. Lúc thì tao đi cứu, ăn uống, nhà nghỉ, cả triệu bạc ấy. À. Lúc thì chỉ hết mấy chục thôi. Không tin nổi mắt mình luôn. Thế cũng hay nhỉ. Nghĩa là mày cứ bỏ tiền ra, xong rồi rủ nó đi đâu, nó cũng đi được à? Ừ, đi đâu à, đi luôn. Thế chuyển đi xong cho tao đi với. Thôi, ông thông minh, tự ông đi mà làm. Tự nhiên đòi bám đi làm gì. Nhưng mà cái kiểu này ấy, tao đã đi bao giờ đâu mà biết. Ôi, chịu. Rau nhà nào ấy, nhà ấy ăn nhá. Tự nhiên mà kiếm. Kìa. Thôi, tao đi cái đã nhá. Từ từ, ở đây hướng dẫn tao xem nào. Được. Ông lên Google mà tìm hiểu nhá. Tao mà không đi nhanh ấy, thằng khác cứu mất tiền rồi. Này, anh em sống với nhau như thế đấy nhá. Anh em sống nhau tốt thế hơn gì nữa. Có họa cùng chịu. Có phúc thì mình đau hưởng. Thôi, ở đây mà leo ranh nhá. Kiểu nét đây. Kìa. Này. Ê. Anh em. Có mà anh em cái khế. Cái thằng này đang chơi game mày gọi về làm gì? Mà tao tưởng mày đi cứu nét cơ mà. Mà mắt vì sao này? Tao bị đánh. Ai đánh? Chồng á? Chồng bà Lan á? Ôi, ông ấy phát hiện là mày giấm dúi cho bà ấy vay tiền gì? Không phải, chồng con bé kia. Con bé nào? Thì con bé mà tao lúc nãy đi cứu nét đi. Ôi. Thế là nó có chồng rồi á? Ôi, nhưng mà chuyện như nào? Tao biết được đâu ấy. Nãy chở nó đi ăn uống linh tinh rồi ấy. Vừa mới dẫn nó vào nhà nghỉ. Chồng nó phi vào đánh ghen ấy. Đấm sừng. Thế là may rồi. May cái gì mà may? Tao bị đấm sưng ở mắt này. Nhưng mà cũng đẹp dai đấy. Tao lại cứ tưởng là ông Hải ông phát hiện là mày đi chơi điện tử cơ. Chả may thì sao? Tao mà là chồng nó, tao giết mày luôn đấy. Nhưng mà đã xong đâu. Chồng nó bắt viết bản tường trình. Xong rồi
bắt nộp 50 triệu. Không phải tung clip lên mạng kìa. Đâu, clip nào? Đây này. Lên hình cũng đẹp trai phết đấy nhỉ. Ớt kìa. Thế đã có phương án giải quyết gì chưa? Tao mà có phương án gì, chả gọi mày ra đây làm gì. Hay là mày vay tiền ông Hải đi. Thôi, biết được mà ông chửi cho. Thế ai nói đâu mà ông chửi. Cứ thử thế nào. Ừ, tao chịu, tao chả biết nói như nào. Mày không nghe gì. Thế thì làm theo cách của tao này. Cách gì? Có được không đây? Lộ thì làm sao? Mày cứ nghe tao đi. Tội vạ đâu tao chịu nhá. Mày nhớ mồm mày chịu nhá. Tao chịu. Sao? Có chuyện gì? Dạ, em bị người ta đánh á. Ngày xưa em chót chơi bời, vay nợ của người ta 50 triệu. Mà hàng tháng em vẫn trả đầy đủ. Vay lâu quá, người ta đòi, nhưng mà em không trả được. Trốn đi mất mấy hôm, cuối cùng người ta bắt được, người ta đánh cho như thế này ạ. Thế thì mày không biết mở mồm ra mà nói à? Em nghĩ là có vay có trả, có nợ thì mình phải có trách nhiệm. Thành ra cứ làm được bao nhiêu, em trả bấy nhiêu. Không phải vay mượn của ai. Thế thôi nhá. Về mà chịu ăn đòn đi. Ơ, anh ơi, anh cho em vay tạm một ít. Có gì lời lãi bao nhiêu em gửi. Chứ như thế này thì... Thôi, lãi lời cái gì? Coi như là lần này tao giúp. Mỗi tháng cứ trừ 5 triệu. Trừ dòng của tiền lương nhá. Dạ vâng ạ, thế cũng được ạ. Được thì về đi. Tí nữa chuyển tiền cho. Dạ vâng ạ, em xin phép ạ. Thằng Sơn đứng lại đây đã. Anh hỏi em à? Ngồi xuống. Sao mặt mày vô tội thế? Em có làm gì đâu à? Không làm gì à? Vâng ạ. Cái loại lừa thầy phản bạn này nữa. Em có liên quan gì đâu à? Không liên quan à? Thế tao hỏi mày, vừa sau có phải mày mớm lời cho nó nói không? Em nói. Thì thực ra là thằng Mẩu nó đi cứu Nét, nhưng mà bị người ta tóm được ạ. Người ta bắt là nếu không nộp 50 triệu ấy, người ta sẽ tung clip với giấy tường trình lên mạng bôi xấu ạ. Bọn em không biết làm thế nào, bí quá mới cho dại như thế ạ. Thế mày nghĩ thằng đấy là chồng con đấy thật à? Vâng ạ. Đúng là những cái thành phần mù thông tin như chúng mày ấy. Ra đường chỉ để cho chúng nó lừa thôi. Lừa? Lừa là sao ạ? Cái việc như thế ở trên mạng bây giờ đầy rồi. Thế thì bọn em phải làm thế nào ạ? Còn làm thế nào nữa? Đây là địa bàn của tao, thì đương nhiên để tao giải quyết. Lại đây tao bảo này. Em có liên quan gì đâu ạ? Thế tóm lại là mày có làm hay không? Đi làm đi. Em xin phép ạ. Đi với anh ra đây thì đi. Tao rồi. Đã có thằng nào dính chưa? Chưa. Em buồn ngủ lắm rồi đấy. Thôi, cố nốt thêm một vụ này nữa thôi. Có tiền đấy, rồi mình đi biển luôn. Vụ nữa, sao anh không tự đi mà làm đi? Anh mà làm được ấy,
thì anh làm từ lâu rồi. Làm gì có thằng nào nó đi cứu nét cái thằng Đực đâu. Và với cả chỉ cần dụ nó vào nhà nghỉ, xong rồi em chui vào nhà tắm, gọi cho anh đến cứu, thế là xong. Có cái gì nặng nhọc đâu. Thế cái lần thằng tóc dài vừa vào nhà nghỉ, nó đã đè ra luôn, sao anh không kể đi? Má em và tôi vùng dậy, trốn vào nhà tắm được. Chờ anh đến, có khi được vạ thì má đã sưng. Đấy, nó chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi. Thôi, hình như có ai rồi. Alo em à? Ờ anh đây. Ờ anh đến cửa quán rồi đây này. Mấy bao nhiêu ấy nhỉ? Mấy 16 à? Ok ok nhá. Chào em. Anh là con thỏ trắng, có bộ lông đen thui đây. Mình đi thôi em nhỉ. Anh ơi, anh tính tiền cho bạn em với. Của em hết 800 nhá. Em gửi anh nhá. Đi thôi nào. Em là của anh rồi nhá. Anh đi tắm đi đã. Anh tắm rồi mà. Thế từ từ để em đi tắm đã. Tắm nhanh lên nhá. Cái người anh nóng hết cả người rồi này. Alo, anh đến nhanh lên nhá. Nhà nghỉ Sơn Triệu, phòng 305 nhá. Chúng mày giữ nguyên hiện trường lại cho ta. Anh ơi, em đi nhập phòng. Ê, mày định đi đâu? Anh ơi, em đi tìm vợ em ạ. Vợ mày là con này đúng không? Ai? Đúng rồi anh ạ. Cho đi về em ấy. Nói. Ngồi yên đấy. Tội của mày cũng to rồi đấy. Dám lừa người của tao. Em... Tao hỏi mày, mày có biết đây là địa bàn của ai không? Đây là anh Minh Dâu. Tội của mày to đấy. Quay ra đây mà nhìn tao này. Chúng mày thử nhìn lại chúng mày xem. Thanh niên sức dài vai rộng, làm thì không chịu làm. Thích đi lừa đảo hả? Hả? Chúng mày biết chúng mày vuốt phải râu hùm chưa? Thế tao hỏi chúng mày, nguyên địa bàn của tao, chúng mày đã lừa bao nhiêu người rồi? Nói! Em lừa nhiều rồi ạ. Nhiều là bao nhiêu? Không đếm được à? Thế bây giờ có muốn tao tha cho mày không? Có. Tha nhá. Tha nhá. Ừ. Được không? Được ạ. Bọn tao không đánh mày đâu. Thật à? Thật. Em đi về. Nhưng mà cho chúng nó lên công an. Nhìn cái gì? Lên con này nữa. Tha. Bố láo mà dạy thật.